Thì Sô xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Trong cái video clip này thì Sô muốn cập nhật một cái thông tin mới. So với thời gian trước đây khi mà mình đi trên con đường này thì mình chưa thấy có gì cả. Nhưng mà hôm nay thì khi mà Sô đi lại, đi qua ở cái cao tốc Dầu Dây Phan Thiết để đi Sài Gòn, thì ngày hôm nay ở đây cả nhà mình thấy là họ đã có một cái trạm dừng chân. Cả nhà mình thấy trạm dừng chân mà trời ơi, nó đi xuống mà thấy ngỡ ngàng luôn á. Nó rộng ơi là rộng. Và ở đây là trạm dừng chân, cho nên là bây giờ mình nhìn thấy là trên kia là một dãy xe tải, một dãy xe con về đường cao tốc này, thì rồi có chỗ đổ xăng nữa này cả nhà mình chậm dừng chân. Bắp luộc, trái cây, vườn bốn mùa, rau rừng, hai mọi người đứng ăn ngon. Cho nên là bây giờ khi mà đi trên cái con đường cao tốc Dầu Dây này là mình có chỗ dừng chân, chỗ đi vệ sinh rồi ăn trái cây nữa. Đây thì Sô qua đây chào cô chú anh chị các bạn mình xem. Hôm trước mình đi á, nó hàng ri rụng 60.000, trái cây, măng cục, nem. Mình rất là thích ăn nem, mình không dám mua nem vì sợ đau bụng. Mình đi nhìn thèm ghê. Bơ, xoài, ổi, cóc, dâu, bắp. Bánh tráng. Bên góc này thì nước chuối nè, trứng nè. Tôi Sô muốn quay sơ qua như vậy để cô chú anh chị các bạn biết là có nghĩa là khi mà mình đi di chuyển trên con đường này là bây giờ đã có cái chỗ trạm dừng chân và các xe mình có thể dừng để nghỉ ngơi, ăn uống. Cái này là trạm dừng chân Long Thành Dầu Dây. Đây cái xe mình đi này cả nhà mình. Đây, mình thấy có xe Hà Phương nè, xe Phương Trang cũng đi đường này nè. Bên kia là xe khách du lịch, xe tải, xe gia đình. Rồi, tí Sô cập nhật chút xíu vậy ha, để chia sẻ cùng với cả nhà mình đã có những cái mới, những cái trạm dừng chân trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh và Long Thành Dầu Dây. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái video clip lần sau.